Như vậy cái liệu pháp các cái cộng ghép là cái điểm D, A, B, T, cái điểm D này tụi mình sử dụng cái kiểu này luôn là aspirin cộng một cái thuốc ức chế B2 gây D2, đó là clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, một trong là cái này. Rồi một cái hàng nữa là hết, như tôi nói cho chị đó, đó là cái khuyến cáo của ACC AHA năm 2016, nó mới vào hồi đầu tháng 4 vừa rồi thôi. Và sau khi cái khuyến cáo này ra đời thì các bác sĩ mình là hàng loạt cái hội thảo chuyên ngành về tim mạch là liên tục diễn ra trong toàn quốc để cập nhật cái thông tin này. Bởi vì lúc trước á, bác sĩ cũng cho rằng là người thích sử dụng ticagrelor, thích sử dụng clopidogrel, có nghĩa là tôi thích em nào thì dùng cái đó này. Nhưng mà bây giờ có những trường hợp mình dùng những cái bắt đầu tiên cho chị chọn đó, nếu như là mình không có biết khuyến cáo này thì mình nghĩ cái nào cũng như nhau, mình cũng làm theo cái tập yêu cầu. Nhưng mà bây giờ có những cái là biết còn đề hàng như vậy, anh không có dùng clopidogrel và anh phải dùng ticagrelor, mặc dù nói qua về đặc điểm của nó mình thấy nó không có gì khác nhau nhiều quá, nó cũng tương tự cơ chế, nó cũng na ná đúng không các chị, và tác dụng phụ nó cũng có biết thôi số biết, nó cũng gần gần nhau, nhưng mà bài chỉ định nó khác nhau. Khác nữa nào, thì tới là các cái cộng ghép thì người ta đặt ra vấn đề, thấy nếu như mà tôi bị một lần rồi thì tôi sợ huyết khối đúng không nào, huyết khối là cái nó làm cho tôi chết, nó có thể là đen huyết khối tim mạch thì tôi phải dùng kháng sinh cầu, rồi tôi dùng aspirin một lần không đủ, aspirin là tôi dùng nhẹ nhẹ thôi, còn nếu như mà tôi bị một lần rồi thì tôi phải chơi nặng đo hơn, phải dùng hai thứ cộng lại. Và đặc biệt là mà tôi có đặt cái xe đặt cái bông gì đó thì nó rất là dễ tạo huyết khối nữa, gây kích hoạt cái thành tế bào và nó gây tổn thương thì nó rất là dễ. Như vậy thì những trường hợp đó phải tăng cao lên, phải kết hợp hai thứ chứ không được. Nhưng mà đặt ra cái hai thứ thì chị xuất huyết đúng rồi, hai cái đó sẽ đấu tranh với nhau. Như vậy một cái là nguy cơ huyết khối thì chết, mà xuất huyết cũng chết. Cô các anh chị, như vậy phải dùng làm sao cân bằng. Như vậy người ta đặt cái thời gian là chuyện giữa hai cái này đó là tôi phải xác định cái thời gian tôi dùng các cái cột ghép trong bao lâu là đủ. Chứ nếu tôi dùng quá, tôi dùng ít hơn thì coi chừng nguy cơ huyết khối, và tôi dùng dài quá tôi bị xuất huyết thì cái này cũng nguy hiểm hết. Rồi thì cái này cũng lướt qua các anh chị, các anh chị cho có thông tin thêm thêm. Có nghĩa là có nghiên cứu rất là lớn, nghiên cứu về DDT, nghiên cứu này là về cái kháng cái cột ghép. Và người ta thấy là cái trước đây thì có nhiều cái nghiên cứu nhỏ lẻ nó đưa ra cái thời gian sử dụng là một năm, các cái cột ghép có nghĩa là dùng tới một năm thôi, dùng lâu rồi nó xuất huyết nguy hiểm, tới một năm là cắt dùng lại trở lại aspirin bỏ hết cái còn lại, aspirin thì dùng số này. Nhưng mà cái nghiên cứu này nó thấy một số cái trường hợp, có nghĩa là tôi cũng thấy là tôi cần dùng, tôi dùng thêm vài năm nữa thì nó cũng có lợi. Như vậy thật sự là con số bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm là đủ thì nó mới thử. Đây là một cái thực nghiệm lâm sàng các chị ha, một chiêu hóa này nè. Thì đầu tiên là nó có 12 tháng, có nghĩa là dùng theo cái cột ghép đây 12 tháng. Hết 12 tháng rồi thì nó cho chia làm hai nhóm, một nhóm là aspirin cộng với cái theo cái cột ghép cái ba cái thứ mình nói lần nãy á, cái đó là clopidogrel, cái nhóm này được gọi là cái clopidogrel á. Và cái nhóm hai aspirin với giả dược dùng trong 3 năm tiếp tiếp, sau đó lên đường có tới 30 tháng, sau đó còn lại là nó quan sát để 3 tháng với khoảng 3 tháng nó quan sát và nó ngưng cái thuốc này, còn aspirin thì cũng vậy, nó quan sát và nó đưa ra kết quả. Thì cái số lượng bệnh nhân là rất là lớn, 25.682 bệnh nhân nhập viện, và trong đó thì số lớn là cái stent không bổ thuốc, cái BMS là stent không bổ thuốc, vân vân. Đây là những cái thông số kết quả. Thì tôi sẽ lướt qua cái chỗ này sau từ 12 đến 33 tháng. Mình sẽ lướt qua chỗ này các chị ha. Thì cái kết luận đây là cái kết luận chung. Thì nó thấy là cái liệu pháp cái cầu kép đó trên một năm thì trong một năm thì nó hiệu quả và nó khá an toàn cho những cái bệnh nhân mà có bị cái không mình trở ra cái này nè. Cái đó thì nó cũng hơi thì đi về cái chính thôi. Các chị không có cần mà quan tâm cái này gì đâu á. Giờ thì cái sau cái nghiên cứu này thì người ta thấy là cái không có một cái quy luật chuẩn nặng cho việc dùng cái thời gian cả. Trước giờ nó cứ năm thôi. Nhưng mà sau cái nghiên cứu này ra nè, thì trên rất là nhiều bệnh nhân thì người ta nói là không có cái quy luật
của thời gian chỉ là một năm mà có thể là ngắn hơn, có thể là cao hơn tùy cái trường hợp cụ thể. Và cái vấn đề là mình cần phải xác định được là cái thời gian là một lần, nhưng mà từ cái nghiên cứu này nói được trong cái dài, có nghĩa là chúng ta vẫn xác định là cái khoảng thời gian một năm đó là hiệu quả. Và chúng ta thấy là cái nhóm mà tiếp tục mà dùng cái kháng sinh vật kéo dài đó, thì cái nguy cơ tử vong cho mọi nguyên nhân nó lại có vẻ cao hơn, cái nguy cơ xuất huyết nó cao hơn. Mà xét về tổng thể thì ta thấy là có nhiều trường hợp mà mình từ đây mình đưa ra là không phải hiện nay đang là cái mấu chốt mà mình phải đặt ra nhiều vấn đề khác nhau. Từ cái này thì nó sẽ ra nhiều cái khác. Thì ở đây tôi có cái bản là sau hai điểm kế cái khuyến cáo sẽ cho các anh chị vài cái điểm mà nhấn này xong là hết bài rồi. Và bây giờ trở lại cái này, chúng ta có coi câu nói cái chính vậy. Các anh chị trở lại đây hai cái trường hợp. Cái này viết tay thì sẽ dễ nói, như nó vừa nói vừa viết có vấn có bạn thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Cái phương pháp của học nó sẽ dễ hơn cái này, cái bản này tôi nói rồi. Như vậy thì trong bệnh lý trở lại cho mình cái bệnh bằng. Bệnh bằng ha. Thì nếu như những trường hợp mà ngăn ngừa liên phát cái này kêu gì hết dùng aspirin phải đồng ý, như vậy thì nó không nói được. Ở đây mình chỉ nói những cái trường hợp nào mà cái trường hợp kẹt cái tập tiểu cầu kép thôi. Thì nó chia ra hai trường hợp. Một hợp trường hợp là ổn định, một trường hợp là bằng cấp. Bằng cấp tức là không ổn định là mình không được tìm, đúng không ạ? Các anh chị nhìn ở đây hai nhánh nè, nhánh bên trái là cái SCN đây là bệnh đau có tổn định đó, nhánh bên trái là cái hậu chứng bệnh cấp, đó là có bao giờ là mở cơ tim. Và còn cái trường hợp là nhồi máu cơ tim thì vân vân, và đau có tổn không ổn định. Như vậy thì hồi nãy mình nói là cái hậu chứng của mình chỉ dùng cho kháng cái tập tiểu cầu kép khi hậu chứng bệnh cấp thôi, đúng không các anh chị? Bắt đầu mình chỉ dùng là phối hợp hai cái sau cái trường hợp mà chúng mình cắt thôi. Chứ mình ở đây thì nó đưa vô cái này để làm cái gì các chị? Ở đây nó đưa vô cái trường hợp thì đau bất cần ổn định để làm cái gì? Mình cắt rồi đó, không ổn định rồi. Như vậy đây là nguy cơ bệnh nhân ổn định. Để làm gì các chị? Theo định nghĩa ban đầu của mình á, là dùng kháng là dùng hai thuốc trước tiên mà trong trường hợp là mình cắt. Còn trường hợp ổn định là coi như là trường hợp đi ngã rồi. Nó nói tới là không. Nhưng mà trong cái cách hai nhánh thì cần chỉ lưu ý một xíu. Trong cái nhánh này thì nó là chia ra cái trường hợp này có nghĩa là trường hợp không có can thiệp cái gì hết. Thì đây nè, đúng không? Cái hợp không có dùng gì đó, không có đặt cái span, không có gì hết. Thì như vậy mình không còn dùng thuốc kháng sinh vật kép ghép giống như mình nói nãy giờ. Cái nhánh bên trái như vậy nó như là không có can thiệp. Nếu như các chị đau bất cần ổn định thôi và không có đặt sen, không có bắt cầu nối, không có gì thì cái màu đỏ có nghĩa là tôi không cần, nó sẽ không có thấy, không có lợi gì. Nếu như tôi dùng cái tập tiểu cầu kép cả và có thể cảm thấy là có hại nữa rồi. Nhưng mà nếu bệnh nhân đau bất cần ổn định sau đó thì ta thấy là đau bất cần ổn định nhưng mà tôi vẫn còn dùng cái chân này, có nghĩa là tôi chưa nhồi máu cơ tim, tôi chưa bị đau nhưng mà tôi thấy là nó hẹp và bệnh nhân là thấy khó chịu hơi, cứ đau đầu vô trong bệnh viện chụp hình lên cái CT scan lên hay là chụp hình mà thấy hẹp rồi đặt luôn chắc ăn, có nghĩa là chưa có động cái tường trước rồi. Rất là nhiều trường hợp người ta làm cái này thì nhiều người ta thấy là bệnh tật, có nghĩa là thấy khó thở mà thì cái đau càng nặng hơn, đưa vô bệnh viện thấy là bác sĩ nhân viên luôn can thiệp luôn, nghĩa là chưa động cái cơn mà đã phát hiện không ổn định đó, không ổn định thì nó rất là mệt, chưa đi học mà đợi tới giờ máu luôn thì lúc đó là chuyện lớn rồi. Thì chỉ thấy là người ta cho luôn can thiệp vào, ta cho can thiệp luôn lúc này luôn, nghĩa là chưa có chuyện lớn nhưng mà đã can thiệp. Thì trong những trường hợp này tôi phải dùng bằng chứng, tôi phải dùng cái phức tạp cái còn kém anh chị nhớ nha. Đó thì cái nhánh này đầu tiên là nếu như tôi không can thiệp gì hết tôi sẽ không có dùng thuốc, không thì sẽ là không có DAPT hết, thì nó tự nhiên rồi không bị còn kém. Nhưng mà nếu có can thiệp, nếu có can thiệp thì tôi phải dùng thuốc trong cái tập tiểu cầu kép. Và can thiệp đó có thể là gì? Can thiệp đó có thể là đau vật trần qua da hoặc
dùng cái phẫu thuật là thực sự là phẫu thuật bắt đầu tối các bạn hoặc là mau và cầm qua da hai nhắm cho chị thấy như vậy. Phẫu thuật đây là hai cái hình đó, đây là mắt bắt cầu và cái này là đặt sen đặt bóng gì đó thì đều phải trong cái tập để còn ghép cả. Rồi cái này tí nữa thì có nói cái phần sau như vậy thì các mình lưu ý chỗ này tí nữa mình sẽ đi từng cái này. Rồi cái bên tay phải như vậy là can thiệp là phải, can thiệp thì có thể là dùng là CPA hoặc là CPA, hai cái này đều là can thiệp cầu ghép. Còn hệ chứng mạnh gấp là đương nhiên rồi, có nhồi máu cơ tim, có đau bất ngờ không ổn định là bắt buộc là phải dùng cái này. Nhưng mà trong đây cái này chỉ là bốn cái trường hợp, à có bốn cái trường hợp nhỏ, bốn trường hợp nhỏ thì mình sẽ đi nói sau. Nhưng mà kiểu hồi chứng bệnh gấp thì bắt buộc là phải kẹt cầu kẹt. Rồi cái đầu tiên là các chị nhớ lại ha. Cho nên là mình sẽ chia ra hai trường hợp, một trường hợp là đau bất ngờ ổn định và đau bất ngờ không ổn định. Đau bất ngờ ổn định nếu như mình không có can thiệp một cái đó, dùng cái tim bằng can thiệp thì mình không cần dùng can thiệp cầu kẹt. Nhưng mà đau bất ổn định mình lừa xa, mình dùng luôn can thiệp trước thì phải dùng can thiệp cầu kẹt. Can thiệp cầu kẹt như thế nào, đến bao lâu thì mình sẽ nói tiếp theo. Còn trong hội chứng bệnh gấp có nghĩa là nhồi máu cơ tim hoặc là đau bất ngờ không ổn định thì phải dùng can thiệp cầu kẹt. Rồi tiến đến cái phần sau các bác sẽ tiếp tục cho từng phần nhưng mà mình nhìn cái sơ đồ và đăng ký cái sơ đồ cho nó dễ. Thì còn trong phần từng trái một thì sẽ có quý vị dịch ra hết, các chị sẽ một khuyến cáo luôn, có nghĩa để nguyên cái bản khuyến cáo và tôi dịch ra hết. Nhưng mà lấy ra để cái sơ đồ để các chị bạn tốt cho mình tốt cái nhìn tổng quát. Rồi bây giờ tôi cắt ngắn lên đây, bây giờ nó lại là cái ACCA hay nó lại làm nhiều cái nhỏ, có nghĩa là nó cho cái sơ đồ tổng quát như thế này, sau đó nó cắt riêng cái nhánh bên bên phải, nó cắt riêng nó một cái riêng, nó cắt nguyên cái nhánh bên bên trái cái phần cắt riêng thì mình sẽ đi phần phân cắt đó. Và nó cắt riêng những em mà có can thiệp có lâu rồi mà cần khoa da, các can thiệp cần khoa da dùng phối trái phải cắt riêng thành cái nhóm lớn lớn những lần này chung, có nghĩa là nó làm những kiểu nó phân cắt hết. Nếu như tôi chỉ xét những cái bệnh nhân mà có can thiệp mạch vành bao nhiêu như thế nào, tôi chỉ xét lên trên đây ra, tôi xét lên đây là bên trái là nhau. Bây giờ đây là cái sơ đồ tổng hết cho chị ha. Bây giờ tiếp theo tôi xét cái bệnh nhân chỉ, tôi chỉ xét trên cái bệnh nhân là có can thiệp, có can thiệp mặt vành năm mặt vành ba da, nghe có đặt sen hoặc là có đặt bông. Thì trong cái trường hợp nó đặt sen cho nó dễ, thì trong cái trường hợp này đây nè, bệnh nhân sẽ chia ra hai trường hợp. Đây là nếu như là bệnh nhân có đặt sen, có đặt sen thì nhánh bên trái đặt sen là trên nền bệnh nhân là đau thắt ngực ổn định, nhánh bên phải được đặt sen trên nền bệnh nhân hồi chứng bệnh gấp hay là nhồi máu cơ tim nó không ổn định. Rồi ở đây nó xuống thì các anh chị nói nó có khác gì cái bệnh ảnh đâu, đúng rồi nó không khác gì hết, nhưng mà nó cắt riêng ra cho mình dễ mình coi mình nhóm này. Thì nếu tôi đặt sen thì trong cái nhánh này các anh chị ha, trong cái nhánh bên phải thì nó khuyên là đối với chứng bệnh gấp thì phải dùng một trong ba thứ là clomidogrel, prasugrel, ticagrelor gì cũng được, tôi nghĩ là một trong ba thứ này cái gì cũng được. Nếu như hội chứng bệnh gấp nha, tôi dùng một trong ba thứ nghĩa là không có gì khác biệt. Và nếu như tôi dùng cái này là ít nhất là 12 tháng thì có thể dùng ít nhất 12 tháng. Và nó đi phân tích kỹ hơn, nếu như tôi dùng tới 12 tháng rồi mà tôi thấy bệnh nhân của tôi không có nguy cơ chảy máu, không có nguy cơ xuất huyết vân vân thì tôi dùng trên một năm. Có nghĩa là đối với tôi nhắc lại bệnh nhân mà đặt sen mà sau cái hội chứng bệnh gấp thì sau một năm dùng khuyến cáo.
nhân không có nguy cơ xuất huyết cao thì cái dùng trên 1 năm, bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao thì mình có thể 6 tháng. Cái nhánh trên bên trái, cái nhánh trên bên trái thì là bệnh nhân đau bất ngờ, ổn định nhưng mà mình vẫn đặt stent. Thì nó lại chia là hai loại là stent, đây là hai loại, cái bên phải là stent kim loại và bên trái là stent có sử thuốc. Đó các bạn là stent. Thì trong cả hai cái này, sau cả hai cái này, cái được khuyến cáo là clomidogram. Như vậy thì nếu như là bệnh nhân đau mắt cực không ổn định thì tôi dùng cái gì cũng được cả, cái đặt xe tiêm thuốc cái gì tôi chọn cái đó. Nhưng là nếu như bệnh nhân đang ổn, đang đau mắt ổn định, tôi đặt xe thì cái khuyến cáo lựa chọn duy nhất là clomidogram. Đó là cái điểm khác biệt trong cái hàng tham gia. Và nó lại chia là hai loại. Thì nếu như vậy tôi sẽ cố gắng nhấn mạnh cái chỗ khi mà thi thử, không có hỏi cho những cái thời gian rồi nhiều đâu, nhưng mà ví dụ cho cái bệnh nhân này đi, theo ACCF 2016, bệnh nhân đau thắt ngực ổn định đã được đặt stent và cần các bạn chọn thuốc nào sau đây. Em chỉ tôi cho mấy loại, các bạn chỉ chọn những cái thuốc khác em nhờ xài. Các con đi được ra là thuốc duy nhất khuyến cáo thôi. Và ở đây nó đi, nếu như đặt stent kim loại thì nó khuyên là bệnh nhân dùng là cái khoảng ít nhất là 1 tháng, thời gian là ngắn hơn, không phải là 1 năm. Và nếu là stent có phụ thuốc thì là 6 tháng thử trước, và sau đó mình xem tiếp tục. Mình xem tiếp tục, nếu như là mình thấy nguy cơ xuất huyết nó cao thì mình có thể tăng lên là cái stent phụ thuốc. Khi như vậy có thể cao hơn 1 tháng và stent phụ thuốc có thể là trên 6 tháng. Nhưng mà cái mức cái mốc của mình xem xét đó là chỉ là 1 tháng hoặc 6 tháng đầu tiên thôi. Và nếu như nguy cơ xuất huyết cao thì 3 tháng là mình dừng lại. Như vậy cái này cũng không phải là 1 năm nữa các chị em, thì có thể là đến tối đa 1 năm, nhưng mà cái mức đầu tiên, cái mốc đầu tiên mình nhìn là có thể là 1 tháng đối với stent kim loại và 6 tháng với stent thuốc. Thì tôi sẽ không có nhấn vào cái thời gian này, chỉ là cái loại thuốc đó. Ở chỗ này chỉ là như vậy các chị, chỗ này là lặp lại. Bây giờ mình nó lại phân theo cái nhóm, và trở lại là cái nhóm đầu tiên, nhóm bên trái nè. Mình có hai nhánh để mình nói tổng quan hết. Thì ACCF này nó bắt đi cái nhánh bên trái, cái nhánh bên phải, và nó gom cái phần can thiệp mạch vành ở đây, can thiệp mạch vành đây nó đi chung với nhau. Thì cái này là mình vừa mới nói hai cái can thiệp mạch vành đi chung với nhau đó. Bây giờ mình đi cái nhánh bên trái mình đã nói rồi đúng không nào? Thì đây là cái vấn đề về chân đau thắt ngực ổn định. Nếu như là mình không có can thiệp, không có tiền sử gì hết thì mình sẽ không dùng cầu ghép. Nếu như mình dùng cái phẫu thuật bắt cầu nối ở đây, đến cái phẫu thuật bắt cầu nối thì mình có nghĩa là dùng bất cứ cái dùng cái gì ở đây, dùng phẫu thuật bắt cầu nối hay là dùng nâng động mạch vành qua dây đó, thì thuốc duy nhất dùng là clomidogram. Thế thì nhớ là thuốc duy nhất dùng là clomidogram đối với bệnh nhân đau rất là ổn định mà có đặt có can thiệp. Rồi, đối với phẫu thuật bắt cầu nối thì cái thời gian khuyến cáo là 12 tháng. Đối với đặt stent kim loại không thì là 1 tháng, tôi vừa nói rồi. Stent có phụ thuốc từ 6 tháng, đúng không ạ? Và mình đánh giá cái nguy cơ xuất huyết. Nếu cái nguy cơ xuất huyết nó thấp, không có nguy cơ thì mình có thể dùng dài hơn. Nhưng mà cái mức của nó là 1 tháng và 6 tháng. Rồi, tới đây được chưa các chị? Như vậy là mình nhớ là cái trường hợp là đau thắt ngực ổn định vẫn có thể phải dùng một chứng kháng chứng cầu ghép nếu như bệnh nhân có được can thiệp mạch vành. Và bệnh nhân can thiệp mạch vành thì thuốc duy nhất là dùng là clomidogram. Tùy vào cái loại mình dùng thì mình có thể thời gian thay đổi. Đặt stent kim loại, cái stent kim loại thì thời gian của nó là 1 tháng, khuyến cáo là 1 tháng và cân nhắc sau đó là có thể dùng thêm. Stent phụ thuốc là 6 tháng và nếu bắt cầu nối mạch vành thì tới 12 tháng dùng clomidogram. Rồi, qua cái nhánh bên phải. Cái nhánh bên phải bên đây, bởi vì đã nhiều cái thứ, thành ra tôi bị dịch luôn cái nhánh này, đúng không? Cái này chưa kịp dịch cho phải bài này, đúng ra là phải tuần sau mới dạy. Nhưng mà thầy Dũng thì hôm nay là đi Đà Lạt rồi, nói chung là không có thầy cô nào mà nỗ lực cả. Thành ra vậy thì đã phức tính dịch hết luôn cái nhánh này, cho nên chỉ dễ coi chứ không thôi nhìn tiếng Anh này tôi nhìn cũng mệt hết. Nhưng mà
cái phần bên trái chưa việt hóa. Và nói với các anh chị bây giờ các em hình dung được rồi. Rồi cái chỗ này, đây cái phần nhánh bên phải đi các anh chị, đây là nhánh bên phải đi nè. Nhánh bên phải thì bự nó ra, sừng nó ra, cái ra này cũng là một cái sơ đồ, nó phải từ cái sơ đồ chung thôi. Nó nghĩa là cuối cùng các anh chị nhìn cái sơ đồ tổng này là mình thì cái hội chứng suy tim mạch này, triệu chứng bệnh cấp các chị ha. Thì cái nhánh bên phải đó là hội chứng bệnh cấp, nãy nhánh bên trái là ổn định, nhánh bên phải là không ổn định đó. Thì bây giờ mình phóng to mình đi riêng vào đó. Thì trong cái nhánh này nó có bốn trường hợp, hồi nãy cái nhánh kia mình có ba trường hợp thôi. Một trường hợp là không có dùng điều trị, không có bệnh gì hết. Một trường hợp là can thiệp là bắt đầu mới, một trường hợp là không hoàn thành qua da đặt sen. Thì cái này nó chia làm bốn nhánh. Thì nhánh thứ nhất, cái này đó tôi có lấy nguyên sơ dịch trên cái chú cáo của nó ha, nhưng mà mình nói cho nó theo trình tự mà nãy giờ đó. Cái nhánh thứ nhất đó là bệnh nhân đã được điều trị nội, bệnh nhân được điều trị nội khoa, có nghĩa là không can thiệp gì hết. Mình biết là đã nhồi máu cơ tim rồi, mình biết là có nó cần không ổn định rồi, nhưng mà dùng thuốc. Thì đa số bệnh nhân mình bây giờ là các này cũng không bắt điều trị chỗ này, đâu phải ai cũng thuộc tâm cũng bắt đầu đâu. Thì đa số là qua cơ rồi thì dùng thuốc. Thì nếu như mà bệnh nhân đang điều trị khoa, đang dùng thuốc, những cái thuốc tim mạch khác, thì mình sẽ cho hoặc là ticagrelor hoặc là clomidogrel. Mình có để ý cái mình sẽ nói chú thích tình cái này thì chứ có nghĩa là một trong hai cái này hoặc có prasugrel các chị ha, một trong hai cái này nếu điều trị khoa thì dùng ít nhất 12 tháng. Nếu bệnh nhân dùng cái thuốc tiêu sảy huyết, có thuốc gì? Streptokinase nữa, Atoplas cũng rồi. Cái thuốc này nói là một trong những cái vấn đề mà cực kỳ nguy hiểm trong sử dụng, anh chị biết rồi. Rất là cần thiết và cũng rất là con dao, nên là con dao hai lưỡi. Thì trong cái bệnh viện bao giờ nó cũng nằm trong cái, nó cũng có bác sẵn, có nghĩa là bất cứ ăn uống hay ăn uống chỉ cần cần là các bạn. Nếu từ bệnh nhân tôi thấy cái nguy cơ là nhồi máu cơ tim hoặc là nhồi máu não là cái thuốc này nó phải có ngay trong tầm tay để đem lên. Và các chị biết cái giờ vàng cấp cứu rồi ha, cái giờ vàng, nếu trong cái giờ vàng mình không có kịp dùng tiêu sợi huyết thì sau đó dùng nó cũng vô nghĩa, nó sẽ không có. Nhưng mà dùng cái thuốc này thì cũng là con dao hai lưỡi, cấp cứu người rất là cho nên, nhưng mà mặc giết người. Các chị thấy là rất là nhiều người dùng vô thì bệnh là xuất huyết não, và nguy cơ lớn nhất của nó là dùng nó là gây xuất huyết não, và có thể là gây người ta tử vong luôn. Có thể là vì cái thuốc tiêu sợi huyết này rất là nguy hiểm. Thì nếu như bệnh nhân đã qua rồi máu cơ tim hay gì đó, cơ máu cơ tim rồi mà bệnh nhân được chỉ định tiêu sợi huyết thì cái này nó đã là xuất huyết gây quá nhiều thành ra mình cũng dùng kháng kết tập tử cầu, nhưng mà dùng cái thời gian là ít nhất là 14 ngày, có thể là cái thời gian ngắn hơn và cho tới 12 tháng. Và cái thuốc duy nhất được khuyến cáo là còn được này. Phần này nó phức tạp hơn phần kia. Rồi, bệnh nhân hai cái trường hợp còn lại có nghĩa là có dùng can thiệp, có phẫu thuật bắt cầu mới hoặc là đặt stent, thì một trong ba em này cái nào cũng được và ít nhất là 12 tháng. Và nếu như bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao thì không có nguy cơ xuất huyết mà có thể kéo dài hơn. Còn nếu như mà mình thấy có nguy cơ xuất huyết thì mình có thể 6 tháng là mình nâng. Vậy thời gian cũng tự nhiên cũng khổ. Tôi nhắc lại, đối với hội chứng cho bệnh nhân mà cái nhánh bên phải là hội chứng bệnh cấp thì là có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình chỉ dùng thuốc nội khoa thôi, không can thiệp gì hết, thì mình có thể là dùng là clomidogrel và ticagrelor. Chỗ này thì nhưng mà chút xíu tôi nói sau, nó ưu tiên khuyến cáo là ticagrelor này. Hai chị ha, ưu tiên là ticagrelor. Rồi, nếu như là bệnh nhân dùng thuốc tiêu sợi huyết thì cái thuốc khuyến cáo kết hợp đó là clomidogrel và dùng có thể là mình cân nhắc là chỉ dùng 14 ngày tùy theo tình trạng nguy cơ xuất huyết có thể kéo dài đến 12 tháng. Hai trường hợp còn lại thì có thể dùng 3 thuốc này cái nào cũng được, và tùy theo nguy cơ xuất huyết thì mình có thể đánh giá là nếu như nguy cơ xuất huyết cao 6 tháng là nên, nếu nguy cơ không có nguy cơ xuất huyết cao thì mình có thể kéo dài trên 12 tháng, và kéo dài quá bao lâu thì đó là tùy vào cái đánh giá của bác sĩ lâm sàng.
tiên cho cái tiên Carillon ở đây. Anh chị hai của tiên Carillon và đi vào cái phòng và đi vào từng cái miếng cám này là nhìn ra hết rồi. Thì như vậy tất cả những cái phần mà trên cái bảng nãy giờ nó sẽ làm minh họa thành từng cái nhỏ như thế này. Và các chị đọc cái kiểu này á thì mà đó là cái kiểu này thì không có cái nhìn tổng quát, thành ra là cái này chỉ theo minh họa thôi. Thì từng cái phần ví dụ như là nó xét rất là nhiều nội dung trong cái biến cáo này và nó cắt thành một rồi tổng hợp cái đó là nó ra cái sơ đồ hình ảnh đó. Thì các chị đừng có quan tâm cái chỗ này ha, nếu như mà làm quan tâm cái nghiên cứu khoa học nào không được thuốc rồi quên. Như vậy cái chỗ này là gì các chị? Cái mức độ cái này ăn cái chỗ này là cái gì các chị? Một tay hai tay là cái gì nhớ không nè? Mức cái nào là mức độ khuyến cáo, cái này là mức độ tin cậy, cái nào tin cậy, cái nào mức độ khuyến cáo, khuyến cáo mạnh, khuyến cáo yếu gì đó là lên. Đúng rồi, cái chỗ bên đây nè là cái mức độ khuyến cáo, có nghĩa là khuyến cáo mạnh nhất là số chỉ gì các chị? Mạnh nhất là số chỉ gì? Một. Đúng rồi, càng về cái số nó càng lớn hơn thì nó càng giảm mức độ để khuyến cáo mạnh nhất là 1A là strong, nên ra khuyến cáo mạnh mẽ. Còn khuyến cáo 2A bắt đầu là mức độ trung bình tới mức độ thứ 3, cái này các chị kêu trở lại ở đây là nó không khuyến cáo luôn, cái mức độ thứ 3 là không còn khuyến cáo nữa. Còn cái bên đây A, B, C là cái gì các chị? Mức độ tin cậy, tin cậy cao nhất là những gì? Như A đúng rồi, có nghĩa là từ nhiều cái thử nghiệm lâm sàng hoặc là khi tư gờ phân tích tổng quan đó là không. Còn bắt đầu xuống từ từ chữ B nó giảm đi, chữ B là từ một cái thử nghiệm lâm sàng là có randomized cái có gì, còn xuống nữa thì cuối cùng là ít nhất đó là cái mức độ này cũng được gì các chị, mức độ đó là mức độ đang thì thấp nhất đó. Đúng rồi, cái chuyên gia và cái đạo chuyên gia thấy vậy cũng kỳ vậy thôi. Còn cảm giác thì cái chỗ này mình không nên thuốc rồi ha, thì tôi những cái này đã đưa ra khuyến cáo. Và bây giờ tôi trở lại, như vậy thì nãy giờ tôi là xong bài đấy, là điểm ra cái này lần nữa. Rồi bây giờ là nó sẽ có những cái khúc mà tôi nhấn mạnh trong cái này. Hội chứng vành cấp, trở lại nha, hội chứng vành cấp đau tình dữ. Hội chứng vành cấp, điều trị kháng cái tổng cầu sau đặt sen. Bệnh nhân hội chứng vành cấp SP không chuyên lên chỉ điều trị bệnh khoa nên dùng ticagrelor hơn là clopidogrel. Như vậy nó nằm trong cái nhóm này nè. Đúng không các chị? Hội chứng vành cấp là mình lấy cái bảng ở đây. Sau đặt sen. À, sau đặt sen là chỗ này. Đúng không? Đặt cái dây sai là đặt sen đó. Sen thì có hai bảng, 4 thuốc không 1 thuốc. Thì sau đặt sen đó, chúng cháu là có 3 thuốc được dùng, nhưng mà cái nên đầu tiên sử dụng là ticagrelor. Mặc dù ba cái này dùng được nhưng mà tài liệu này nó khuyến cáo cao là mình dùng ticagrelor. Nhưng mà nó không có bác bỏ hai cái kia cho chị nha, có nghĩa là nó khuyến cáo là dùng cái này thôi. Còn cái kia là hồi nãy mình nói là cái hội chứng mà đau thắt ngực ổn định đó thì là duy nhất là clopidogrel, còn cái này nó cho ba cái nhưng mà nên dùng ticagrelor hơn là clopidogrel, có nghĩa là clopidogrel vẫn có thể được nhưng mà thôi ưu tiên hơn ticagrelor hơn. Và đó là cái thứ nhất, cái chỗ này nè, cái chỗ này các chị cô xăm cô đỏ với cái chữ khi cao lên rồi tôi tin cái này để cho mình dễ hình dung các chị ha. Cái thứ hai, hội điều trị cho hội chứng vành cấp điều trị nội khoa SP không chia lên chỉ điều trị nội khoa. Như vậy nó nằm ở chỗ này nhưng mà các chị ghi chú nữa là SP không chia lên thì cũng là đi cao lên các bạn nha. Hội chứng vành cấp có nghĩa là trong cái bảng này người ta đưa ra một mớ này nhưng mà nó khuyến cáo ưu tiên lựa chọn nếu như ông này đặt stent thì tôi ưu tiên dùng ticagrelor hơn. Mặc dù cái khác tôi không có tôi dùng được nhưng mà nếu có thì tôi dùng cái này. Và ở đây nếu như là người ta được cấp độ cái ST không kia lên thì tôi nên dùng ticagrelor mặc dù đã hoàn khuyến cáo. Rồi. Còn trên bệnh nhân không có nguy cơ xuất huyết cao, không có tiền sử đột quỵ khi máu đông cục bộ nên sử dụng Rasulfan. Còn nếu như bệnh nhân có tiền sử đột quỵ
thiếu máu đó là bỏ qua qua thì không nên sử dụng Rasuvan. Như vậy thì cái Rasuvan này mình phải cân nhắc là bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao thì không nên dùng nó, bởi vì hồi nãy các dịch vụ mình cũng nói rồi, cái Rasuvan này các nguy cơ xuất huyết nó khá cao, thành ra là nếu như bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao thì ta sử dụng cái này. Tôi trở lại cái câu đầu tiên, cái câu hỏi đầu tiên khi vào bài, bây giờ trở lại cái câu này mình nói đã giờ đó. Tiếp theo cái đó có nghĩa là nếu như có nguy cơ cao thì mình có thể
trong phần qua thì nên dùng ticagrelor đối với bệnh nhân SA không thể lên, nên dùng ticagrelor hơn là clomipram, và nên dùng là ít nhất 12 tháng cái liều aspirin cũng vậy. Nếu như bệnh nhân dùng tiêu sợi huyết, bệnh nhân phải báo cơ tim cho cấp acetylcholine tiêu sợi huyết ít nhất là 14 ngày và lý tưởng nhất là 12 tháng. Như là từ nãy giờ tất cả những cái này là tất cả những cái gì tôi nói rằng là những cái tiêu sợi rồi. Như vậy là tóm lại là nó có những cái điểm mình đã nãy giờ đi vào cái chính. Rồi, như vậy tiếp theo vài cái điểm mình cần lưu ý đó là bệnh nhân đau mắt được ổn định, điều trị các cái cầu ghép đau đặc tan thì clomidogrel là ức chế duy nhất được khuyến cáo, ức chế các cái nặng cầu duy nhất được khuyến cáo. Bệnh nhân hội chứng văn cấp sẽ điều trị, có nghĩa là điều trị sẽ đặt tay hội chứng văn cấp SC không chia lên chỉ điều trị thực ra điều tiên cao đo thì là cái thuốc nên dùng hơn là clomidogrel. Mặc dù ở đây clomidogrel không chống chỉ định nhưng mà nó khuyến cáo dùng tiên cao đo thì như vậy. Hai cái trường hợp là cái cuối cùng cái bài này mình nhớ cái dòng này để cho nó để cho học nhầm mút. Và nếu như bệnh nhân không có nguy cơ xuất huyết cao, không có tình trạng đột quỵ thì mình nên dùng là prasugrel thay vì clomidogrel. Và clomidogrel và prasugrel thì hai cái nó tương tự, nhưng mà bệnh nhân có nguy cơ cao thì mình có thể là không nguy cơ lên thay prasugrel. Phần cuối cùng nãy giờ mình nói là 12 tháng, 6 tháng, 1 tháng, 3 tháng gì đó nguy cơ xuất huyết cao hay nguy cơ xuất huyết thấp, đúng không các chị? Như vậy làm sao tôi biết được bệnh nhân tôi là xuất huyết cao hay xuất huyết thấp? Nhìn cái gì bây giờ thì nó sẽ có một cái thang này, nó sẽ có cái cục chứ mình nói tôi đấy là anh này nguy cơ cao, anh kia nguy cơ thấp, không có bằng chứng, cũng không có rõ đây là y học thực chứng, thành ra phải xác định. Thì cái này cũng là cập nhật cho mới các anh chị luôn. Mấy cái này các chủ nào mà các cần dịch lại không các chủ nha, thì như vậy nó cho cái bản đề tuổi trên 75, từ 75 trở lên sao nằm cái dưới 75, dưới cái sao nằm mình làm cái đề tại đó đường có hút thuốc lá, có bệnh đạp đề đặc say đó hoặc là nhồi máu cơ tim trước đây, nếu như các chủ có PCI là cái đường đặc qua da hoặc là nhồi máu cơ tim trước đây, CHF là cái bệnh suy tim mạng hoặc là cái con số tổng máu dưới 30%. Tôi trở lại cái này nếu như các anh chị là từ tiếng Anh mà thấy có các hệ động thanh sắc ở trên là cái gì ha? Cái đó thường hiện giờ là đang hút thuốc lá, tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc là tiền sử can thiệp mạch vành tức là đặt mạch đặt xe trước đây, suy tim mạng hoặc là ép cái con số tổng máu dưới 30%, và đây là cái điểm hai điểm tương ứng. Rồi nhờ máu cơ tim hiện tại đang nhờ máu cơ tim em anh là nhờ máu cơ tim một điểm có cái đặt cái mảnh ghép cái tĩnh mạch, cái này sẽ là cái mảnh ghép cái tĩnh mạch để liên quan cái bắt ra phẫu thuật can thiệp là hai điểm, và cái đường kính của xe là dưới 3 mm là một. Vậy thì nó tính tổng cái điểm này, nó thấy là nếu như cái từ 2 điểm trở lên thì có nghĩa là nguy cơ xuất huyết nó thấp và nguy cơ huyết khối nó cao. Như vậy tôi sẽ kéo dài cái thời gian sử dụng của tôi ra. Còn nếu như thời gian sử dụng nhỏ hơn 2 cái giai đoạn nguy cơ xuất huyết cao thì sử dụng khoảng 6 tháng thôi. Đó thì đó là cái đánh giá. Cái chỗ này thì tôi cũng không có sẽ không hỏi ra chị chỗ này, nhưng mà có thể là hỏi là người ta cái thay đổi bao nhiêu là cái đánh giá cái mức lượng bao nhiêu là đánh giá nguy cơ huyết khối hay xuất huyết theo cái thay đổi này. Thay đổi dùng huyết trong cái tập cái cầu kép, ta dùng cái thay đổi là theo cái cầu kép luôn. Như vậy thì để tôi nhắc lại ha, và đặc biệt trường hợp sẽ có lựa chọn là clomidogrel hay là ticagrelor, nhiều trường hợp cũng thể hoặc là bất kỳ trường hợp mình chọn cái gì cũng được. Về thời gian sử dụng thì mình phải đánh giá là cái nguy cơ xuất huyết cao hay là thấp dựa vào các cái điểm này. Thì dựa vào các điểm, nếu như là cái điểm đó từ 2 trở lên thì có nghĩa là tôi thấy nguy cơ huyết khối nó cao và cái kéo dài, và ta có thể nhắc dùng trên 1 năm. Còn cái điểm phía dưới 2 thì tôi nguy cơ xuất huyết nó cao, tôi dùng ngắn lại 6 tháng thôi. Thì đây là cái điểm nổi bật, cái
phi cao mới cho hồi xưa là mình hồi xưa là mình cứ 5 năm là tới đây. Bây giờ đó chi tiết mình cụ thể hơn và cái thuốc nó cũng khác biệt hơn. Rồi cái phần tóm tắt của mình, thứ nhất là cái thuốc cho lâm sàng mà mình có 4 cái thuốc chính. Hồi nãy tôi kể rất là nhiều nhưng mình có 4 cái thuốc chính. Và cơ chế là aspirin là ức chế con người hình thành một cycloacetina 1. Clavulogram, prasugram, ticagrelor ức chế cái thụ thể T2, cái thụ thể hạ của ADP. Đồng thời, ticagrelor có thêm có một cơ chế ức chế cái sự vận chuyển cái chất là ENT1 và do đó thì nó làm tăng cái lượng adenosine. Về kỹ thuật thì aspirin là phòng ngừa dài hạn yếu tố như huyết khối động mạch. Đó là cái gì là phòng ngừa tiên phát. Và thứ hai là phòng ngừa thứ phát và những bệnh cấp. Và nếu như bệnh nhân mà không dùng được aspirin thì người này dùng clavulogram. Còn clavulogram, prasugram, ticagrelor này thì đều là trong một cái bệnh cấp hoặc là bệnh nhân có gan thành mạch vành. Và không có dùng tiên phát, không có dùng tiên phát. Liều. Ở đây cũng là cái liều, đúng cái liều thì các bạn ghi sai chỗ này chút xíu. Liều này thì mình nói qua. Và nên để phát kháng để trộn kép thì cùng cái loại thuốc mà đã có cái xoay trước rồi. Ở đây mình có là nên là có thể là trên bệnh nhân được hội chứng bệnh cấp được chỉ định là đặt xem thì ít nhất là 1 năm và trên 1 năm cái nguy cơ xuất huyết thấp là điểm to lớn hơn bằng 2 và 6 tháng cái nguy cơ xuất huyết cao là điểm thứ 2. Đó là một số điểm chính thì chúng ta chỉ cuối cùng nhớ cái phần cái điểm mấu chốt về những cái này thôi ha. Rồi thấy nhớ được không các chị? Cô đánh lộn đúng không? Các cô không quá nhiều thông tin. Và khi mà mới đọc cái này, đọc cái lực buồn đúng các chị sao mà để cho nó nhớ về bài điểm này. Chứ là chị đọc như cái bộ khuyến cáo nó đưa ra thì cảm nó cứ chồng chéo một nhau là rất là khó nhớ. Rồi bây giờ câu cuối cùng, sau khi nãy giờ thưa các chị đã hỗ trợ cho câu cuối cùng, đọc kỹ được thông tin á. Bệnh nhân nam 76 tuổi, tiền sử hút thuốc lá. À như vậy mình phải cho cái này để cho các anh chị ta biết cái bản này. Hút thuốc lá rồi máu cơ tim 2 năm trước, có nghĩa là tiền sử rồi máu cơ tim hút thuốc lá tuổi đã được điều trị nội khoa. Hiện tại bệnh nhân được chẩn đoán đau mắt cực ổn định nhớ nha, có nghĩa là nó bị gì vậy hồi xưa rồi, còn hiện giờ nó đang là đau mắt cực ổn định. Thì kết quả chụp mạch vành có thấy nó hẹp 38% đoạn nhũ có nhánh lá thì là cái nhánh mạch vành thôi. Thì bác sĩ cho luôn đặt stent. Đây là kích thước của stent là cho biết luôn cái đoạn stent là stent phụ thuốc. Thì cái CM là cái stent phụ thuốc. Như vậy thì dựa trên cái thông số để cho các anh chị hãy lựa chọn chế độ điều trị kháng cái tập vi khuẩn kép thì chắc chắn đây là bệnh nhân đã đặt stent để kháng cái tập vi khuẩn kép thì nó nào. Thứ nhất là ít nhất 6 tháng với clavulogram. Ít nhất 6 tháng với clavulogram, prasugram, ticagrelor. Ít nhất 12 tháng với clavulogram. Và nó kéo dài cái độ điều trị trên 12 tháng. Như vậy câu đầu tiên. Bây giờ cái đầu tiên, yếu tố đầu tiên các anh chị xác định là lúc nào sử dụng cho bệnh nhân này. Clavulogram đúng rồi, như vậy là câu thứ hai mình đặt cái sẹo đúng không các anh chị? Và vấn đề còn lại là mình chọn cái thời gian đó là 6 tháng, 12 tháng hay trên 12 tháng. Dựa vào cái bản này, mình sẽ định. Các chị coi nó bao nhiêu.